Thầy và các bạn, em là Hữu Hưng đến từ lớp trọng nhân K44. Hôm nay em xin trả lời câu hỏi số 3. Manufacture injection for you for the nellis system endovascular aneurysm ceiling do not include measurement for A. maximum aneurysm diameter, B. aneurysm flow lumen diameter, C. common iliac diameter, D. aneurysm neck length, E. B. neck angulation. Chỉ định sử dụng hệ thống Nellis để đóng kín túi phình động mạch, không dùng để đo A. đường kính tối đa của túi phình, B. đường kính lòng túi phình, C. đường kính động mạch chậu chung, D. chiều dài cổ túi phình, E. góc của đoạn phình dưới động mạch thận. Mời thầy và các bạn xem hình sau đây. Chúng ta có thể thấy đường kính tối đa của túi phình hay đường kính lòng túi phình là D2, đường kính động mạch chậu chung là D3. Theo hình bên phải, chúng ta có thể đo được góc của túi phình dưới động mạch thận. Còn câu D đề cho là chiều dài của túi phình thì chúng ta không thể nào mà đo được. Chúng ta chỉ có thể đo được chiều dài giữa hai cổ túi phình là L2 hoặc đường kính cổ túi phình là D1. Em xin cảm ơn ạ.